khá là hài lòng với cách vận hành đội hình của SGB hiện tại. Mọi người đã có sự gắn kết, thi đấu hiệu ý và đặc biệt là không còn bị áp lực tâm lý trước bất kỳ đối thủ nào. Mình cảm thấy khá hài lòng về kết quả của team sau khi vòng bảng kết thúc, vì tụi mình đã thua quanh team ở trận đấu cuối cùng cũng không quan trọng lắm. Sau lượt trận BO2, tụi mình mới chỉ nắm được một phần nào lối chơi của các đội tuyển top đầu. Từ vòng tứ kết trở đi, khi mà đánh các kèo BO5, BO7, mình nghĩ các đội mới thực sự bung ra hết sức. Đây không phải là lần đầu tiên SGB gặp Bulgaria. Theo như mình thấy, đội tuyển này thiên về giao tranh và rất thích đánh mạnh ở đầu game. Không có bài đánh cụ thể nào có thể khắc chế hoàn toàn lối đánh của Bulgaria, nhưng có thể hạn chế họ bằng cách không để mất quá nhiều lợi thế ở giai đoạn ban đầu. Bản thân mình là một người đi rừng nên mình đặc biệt chú ý đến người đồng nghiệp bên phía Bulgaria. Điểm đáng sợ nhất của Phát Quanh chính là khả năng chạy tiền. Dù trận đấu có diễn ra như thế nào đi chăng nữa thì lượng tiền của anh ta vẫn luôn được đảm bảo, thậm chí là vượt trội hơn so với những hành vi khác. Về phía mình thì mình không quá e ngại về việc đối đầu với lại xạ thủ của team bạn là Đi Phúc Em. Đi Phúc Em đánh những vị tướng xạ thủ công khá hay, nhưng lại phụ thuộc quá nhiều về việc phải đợi đồng đội nuôi. Đây là một điểm mà Sài Gòn Phantom có thể khai thác trong trận gặp Blue sắp tới. Đã tròn 2 năm IOG không còn đứng trên đỉnh cao thế giới, đã đến lúc chúng ta lấy lại vị thế đó. Và đội tuyển thực hiện phải là Sài Gòn Phantom. Bọn mình tự hào khi đã có thể đào tạo ra được một lứa trẻ đầy tài năng như là Di Quay, Cá và cả Khoa nữa. Và mình nghĩ rằng vào một ngày không xa, những cái tên này sẽ chính là tương lai của Liên Quân Việt Nam. ก็สำหรับรอบกรุ๊ปสเตจที่ผ่านมาก็ค่อนข้างพอใจครับแต่ก็ยังไม่สุดเหมือนกอดรอบกันก่อนก็ค่อนข้างพอใจครับแต่ก็ไม่ได้แบบที่หวังไว้เท่าไหร่ก็สำหรับ SGP ก็เหมือนเป็นทีมที่แบบพวกเราซ้อมด้วยบ่อยครับก่อนที่จะเข้ามาแบบรอบ8ทีมสุดท้ายอ่ะมันแพ้ชนะสลับกันไปครับมีเสมอบ้างแพ้บ้างชนะบ้างก็ทำให้แบบคาดเดาไม่ได้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็แต่พวกเราก็จะทำให้ดีที่สุดก็คิดว่าน่าจะเป็นไลเบิร์นครับเพราะว่าเหมือนเขาเป็นตัวศูนย์กลางของทีมแบบพอทีมทำนู่นทำนี่ครับแล้วทางทีมเขาจะตามด้วยกันได้ก็ที่ผมคาดไว้ก็น่าจะตึงครับน่าจะตึงน่าจะมันก็ค่อนข้างมั่นใจครับประมาณ 90% แล้วกันก็ในเกมก็น่าจะพลาดแบบเล็กๆน้อยๆก็อาจจะบวกกันเดือนหน่อยครับก็บุรีรัมย์ของเราก็ตั้งเป้าหมายไปทีละขั้นครับแบบรอบหน้าเจอใครแล้วก็ทำการบ้านของทีมที่เราจะเจอแล้วก็แผนที่เราต้องการจะใช้กับเขาครับว่าเราจะเล่นยังไงอะไรอย่างครับแล้วก็ไปฝึกมาอะไรอย่างครับมองไปทีละรอบดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดมองไปสูงๆแล้วแบบเหมือนเราไม่ได้แล้วมันจะแบบตกลงมาเจ็บไงค่อยๆไปทีละขั้นแล้วก็จะทำให้ทุกรอบเต็มที่ที่สุดครับเวลามีเตะอีสปอร์ตจะพลิกหน้าประวัติศาสตร์ของตัวเองและจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อจะสำเร็จในเวทีนานาชาติได้ครับ